Thưa quý vị, dịp cuối năm thường là thời điểm Đà Nẵng tổ chức rất nhiều các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình chăm lo Tết cho người nghèo. Năm nay, dù còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, chính quyền các địa phương, mặt trận và các đoàn thể xã hội trên địa bàn Đà Nẵng vẫn nỗ lực bằng nhiều hình thức để còn có thể san sẻ yêu thương, mang đến niềm vui cho các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhở. Ngạn ngào khi được nhận bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Bình, quận Hải Châu và Hội Bảo trợ Phụ Nữ Trẻ Em Nghèo Bắc Hành, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ. Anh Trần Đức Minh Tân không khỏi xúc động. Giờ đây, anh và gia đình đã có một mái ấm vững chãi để an cư lạc nghiệp, là nguồn động lực lớn để anh có thể tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Bản thân tôi rất là cảm xúc, người ta nói là an cư lạc nghiệp, nhưng mà vì cái hồi xưa giờ tôi chưa dám nghĩ là mình sẽ được như ngày hôm nay. Nhưng mà nhờ cái quý vị lãnh đạo của các thành phố, quận và phường đã hỗ trợ về vấn đề tinh thần và kinh phí để cho tôi được một cái nhà như thế này, để cho các cháu được có chỗ mà ăn học và có thời gian để điều trị bệnh cho vợ. Tương tự trường hợp anh Tăng, phường Thanh Bình, thời gian qua, chính quyền các địa phương đã phối hợp với các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố cùng với nguồn quỹ vì người nghèo tổ chức nhiều chương trình hoạt động chăm lo các hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là các chương trình trao quà, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo hoặc cứu trợ phòng chống dịch COVID-19. Mặt trận và các hội đoàn thể của địa phương từ phường cho đến khu dân cư là rất là sâu sát, thường xuyên là quan tâm tới các cái hộ nghèo, hộ khó khăn, và đặc biệt là trong cái công tác mà vận động kêu gọi các cái mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm hỗ trợ để cùng đồng hành, cùng chia sẻ và cùng hỗ trợ cho các hộ này vượt nghèo. Trong bộn bề khó khăn của chống dịch, của phục hồi kinh tế, nhưng thành phố vẫn luôn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đã có những chủ trương thường xuyên, những giải pháp cụ thể và những nội dung hoạt động trực tiếp để các cấp, các ngành nhận thức về vai trò của công tác an sinh xã hội, để cho những đối tượng bảo trợ cần được quan tâm đã có được một cái sự thụ hưởng những cái kết quả sự quan tâm đó. Cùng với việc vận động, cách thức tổ chức các chương trình an sinh xã hội ngày càng sát với thực tế và nhu cầu của người nghèo. Phần lớn các chương trình đều thiên về việc trao cần câu cơm hơn là hỗ trợ trực tiếp. Vì vậy, góp phần rất lớn vào công tác giảm nghèo bền vững của thành phố. Tôi muốn nhấn mạnh là làm sao mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người ở thành phố Đà Nẵng chúng ta hãy chuyển cách tiếp cận đối với người bất hạnh nói chung, đặc biệt người khuyết tật từ góc độ nhân đạo, tức là tặng quà, trao quà hỗ trợ, chuyển sang cách tiếp cận là thực hiện quyền của người lao động. Và để được như vậy thì đứng ở góc độ giáo dục, chúng ta phải thực hiện cái việc là phổ cập văn hóa, dạy nghề và tạo việc làm như thế nào. Tính từ đầu năm đến nay, từ nguồn quỹ về người nghèo, mặt trận các cấp thành phố đã chi hơn 30 tỷ đồng, gồm hỗ trợ xây mới 68 nhà, sửa chữa 265 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khám bệnh 123 lượt người và hỗ trợ hơn 2.200 em sinh viên, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Riêng dịp cuối năm, các địa phương dành hơn 19,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, giúp họ có điều kiện vui xuân, đón Tết ấm no.